Xin chào tất cả các em. Thầy định bố trí một buổi riêng để hướng dẫn các em về cái phần đồ thị của hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối. Tuy nhiên là chắc là sẽ rất là khó bởi vì là các em cũng bận mà thầy cũng bận. Thế nên là thầy làm một cái video nhỏ nhỏ này. Hy vọng rằng là sau khi xem video thì các em sẽ hiểu về cái cách vẽ đồ thị của hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối. Vậy thì ta đi vào bài luôn. Thì để vẽ đồ thị của hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối này thì nó sẽ có 3 dạng, nhưng thông thường thì nó chắc là cũng chỉ rơi vào hai cái dạng mà thầy sẽ nói ra sau đây. Cái dạng thứ nhất này, dạng 1, tức là người ta yêu cầu vẽ đồ thị của hàm giá trị tuyệt đối của hàm fx y bằng fx, giá trị tuyệt đối của fx như này, được chưa? Thế thì em luôn luôn nhớ này, giá trị tuyệt đối của fx, em nhìn thấy rằng là bản thân giá trị tuyệt đối của fx này thì đảm bảo cho mình là luôn luôn nó là một số không, không âm rồi, được chưa nào? Vậy thì khi y bằng cái giá trị tuyệt đối của hàm fx, mình có thể khai triển ra nó sẽ theo cách như sau, sẽ bằng là hàm fx nếu như cái biểu thức dưới dấu giá trị tuyệt đối, tức là fx này này, nó phải lớn hơn hoặc bằng không, được chưa? Và nếu như cái biểu thức dưới dấu giá trị tuyệt đối này mà âm thì thêm dấu âm đằng trước, bằng trừ fx nếu như fx của mình là nhỏ hơn thì bằng không. Thì mình cứ dựa vào cái lý thuyết như này mà mình vẽ thôi. Vậy thì bây giờ lấy vào một cái ví dụ luôn nhé, để làm cho nó dễ. Là bây giờ ví dụ người ta yêu cầu vẽ đồ thị của cái hàm số sau. Thì ở phần nội dung của chương trình lớp 10 của mình ấy, thì nó chỉ rơi vào cái hàm bậc nhất và hàm bậc 2 mà thôi. Thì ví dụ lấy cái một cái hàm bậc nhất trước, yêu cầu vẽ đồ thị của cái hàm y bằng giá trị đối của x cộng với 1 đi. Đây, được chưa? Thì lần lượt thầy sẽ hướng dẫn vẽ. Tất nhiên là đến khi mà hiểu cách vẽ rồi thì không cần phải trình bày tỉ mỉ như như cái chỗ này của thầy. Rồi, thế việc để vẽ cái đồ thị của hàm giá trị tuyệt đối của x cộng 1 thì việc đầu tiên là em đi vẽ đồ thị của cái hàm y bằng x cộng 1 trước. Đấy, em khai triển vì ở trên này này, y bằng giá trị tuyệt đối của x fx thì nó sẽ bằng fx nếu như fx lớn hơn bằng không. Thì bây giờ em vẽ cái đồ thị của hàm này trước. Thì đây là hàm bậc nhất, thì lớp 9 mình vẽ khá là nhiều rồi, em chỉ cần vẽ em chỉ đi tìm hai điểm thuộc cái đường thẳng này thôi, thuộc hai đường thẳng này, sau đó là mình kẻ cái đường thẳng đi qua hai điểm này là xong, được chưa nào? Vậy thì việc để đi tìm thì cái này nó khá là dễ nên là thầy sẽ nói qua loa thôi. Thầy cho đây, viết đây, như thầy cho này, cho x bằng không thì ở đây em tìm ra một điểm y bằng 1, đúng không? Y bằng 1. Vậy đương nhiên em có một cái điểm A có tọa độ là 0 và 1, được chưa nào? Tiếp tục cho x bằng 0 rồi thì để đơn giản nữa thì em lại cho y bằng 0. Em cho y bằng 0 rồi thì em rút x này ra, x sẽ bằng 1, vứt sang đây thì thành -1, thì x của em nó sẽ bằng -1. Đúng nào? Vậy đương nhiên em có một cái điểm B có tọa độ là bao nhiêu? -1, 0, đúng không nào? Đấy. Thế bây giờ em đặt hai cái điểm này lên hệ trục tọa độ. Đó, đây là trục x này, đây là trục y này, còn đây là o này. Đấy, để anh cho rõ. Đó, điểm thứ nhất có tọa độ là 0, 0, 1, vậy đương nhiên điểm này nó nằm trên trục tung, đúng nào? X bằng 0, y bằng 1, đây, 1. Thứ hai, điểm b có tọa độ là x bằng -1 và y bằng 0, thì nó nằm trên trục hoành rồi, đây là -1. Đó, thì các em thấy rằng đây chính là điểm A của mình này. Đây chính là điểm A này và đây chính là điểm B của mình này. Được chưa nào? Đó. Thế thì em vẽ cái đường thẳng đi qua hai điểm này, đúng không? Em kẻ cái đường thẳng, nhưng mà đừng kẻ rõ nhá, kẻ hơi mờ mờ thôi. Đây. Đấy, đây chính là cái đồ thị của cái hàm y bằng x cộng 1. Được chưa nào? Thế vậy bây giờ khi vẽ được đồ thị của hàm y bằng x cộng 1 này rồi thì bây giờ làm cách nào để vẽ được đồ thị của hàm giá trị đối của x cộng 1 thì các em làm theo các bước như sau. Thứ nhất này, em thấy rằng là gì? Thứ nhất, nó sẽ bằng hàm fx nếu như fx lớn hơn bằng 0. Có nghĩa bước đầu tiên này, em giữ nguyên tất cả các phần mà có fx lớn hơn bằng 0. Fx ở đây có nghĩa là em nhìn thấy ở đây chính là y đấy nhá. Đây y bằng fx này, được chưa nào? Tức là những cái phần mà nó có giá trị của nó lớn hơn bằng 0 thì em giữ, tức là toàn bộ những cái phần mà nó nằm phía trên trục hoành này em giữ lại, được chưa nào? Bước thứ nhất là giữ nguyên phần phía trên, phần đồ thị phía trên trục hoành nhé, giữ nguyên phần đồ thị phía trên trục hoành,
Ok không nào? Vậy tức là cái phần này mình sẽ giữ nguyên này. Phía trên trục hoành nó bao gồm từ đây này. Đó, được chưa nào? Lấy thước kẻ nó thẳng, đừng kẻ bằng tay. Tiếp theo cái bước thứ hai này. Em nhìn thấy là bằng trừ fx, được chưa? Bằng trừ fx. Nếu như fx nhỏ hơn 0 thì tất cả các phần mà nó có giá trị nhỏ hơn 0, fx nhỏ hơn 0 này thì em lấy đối xứng qua trục hoành, được chưa nào? Lấy đối xứng. Lấy đối xứng. Phần đồ thị phía dưới trục hoành nhá, phía dưới trục hoành. Đấy, lấy đối xứng phần đồ thị phía dưới trục hoành, tức là em ở dưới này mình có cái phần này thôi đúng không? Em lấy đối xứng lên trên này, được chưa nào? Vậy ở đây mình sẽ làm gì? Đây. Có cái thước kẻ cho nó thẳng, cho nó lịch sự một chút này. Đây, em lấy đối xứng đi. Tất nhiên là em cố gắng tìm lấy một cái điểm nào để vẽ đối xứng cho nó đẹp. Đây. Đó. Được chưa nào? Khi mà lấy đối xứng rồi thì cái phần mà nét liền thầy vẽ bằng bút bi màu đen này này thì nó chính là đồ thị của cái hàm chứa dấu giá trị đối. Được chưa nào? Vậy là bây giờ mình đã vẽ xong. Đây là cách toàn bộ, nếu mà các em làm tự luận thì các em cũng sẽ làm luôn như này. Được chưa nào? Nó khá là dễ, nó không gì khó khăn cả. Được chưa nào? Thì đấy là đồ thị của hàm giá trị tuyệt đối của một cái hàm bậc nhất nhé. Thì bây giờ thầy lấy vẽ đồ thị của một cái hàm bậc hai xem nào. Bởi vì là nếu mà trong đề kiểm tra mà các thầy có ra thì thế nào nó cũng sẽ có vẽ đồ thị của một cái hàm giá trị chứa giá dấu giá trị tuyệt đối nhưng nó là hàm bậc hai, và sau đó nó có một cái là biện luận theo m số nghiệm của phương trình, được chưa? Đây, ví dụ này. Bây giờ yêu cầu vẽ đồ thị của hàm sau y bằng, xem nào, bịa ra cái bài nào cho nó số nó đẹp đẹp một chút. Giá trị đối, giá trị đối của x bình trừ 4x cộng 2 đi, x bình này trừ 4x cộng 2 thì thầy lấy cái số này đẹp đẹp vì trừ b trên 2a nó đẹp, được chưa nào? Thế thì tương tự nhá, tương tự như cái bài phía trên kia thì đương nhiên ở đây em cũng sẽ bằng là gì, y bằng giá trị đối này thì đương nhiên em sẽ bằng là gì, x bình phương này trừ đi 4x này cộng với 2 này. Đương nhiên với điều kiện là x bình phương trừ đi 4x cộng với 2 lớn hơn hoặc bằng 0, được chưa nào? Và bằng đưa dấu âm đằng trước nếu biểu thức dưới dấu giá trị đối là nó âm, x bình phương này trừ đi 4x này cộng với 2 này. Được chưa? Nếu như x bình trừ 4x cộng với 2 mà nhỏ hơn 0. Đấy, được chưa nào? Thế thì y như cái phần mà vẽ đồ thị của hàm chứa dấu giá trị đối hàm bậc nhất thì em cũng sẽ phải vẽ, em cũng phải vẽ đồ thị. Vẽ đồ thị của cái hàm hàm nào? Cái hàm y bằng x bình trừ 4x cộng 2 này, x bình phương trừ đi 4x này và cộng với 2. Được chưa nào? Chưa quên rồi, anh em vẽ bút chì, lát nữa nó còn một cái dạng nữa thì đỡ phải viết lại nhiều. Rồi nhá. Thế bây giờ để vẽ đồ thị của hàm này thì các em cũng rất là thành thạo rồi. Việc đầu tiên các em phải xác định đỉnh của parabol đúng không? Đỉnh của parabol y này có tọa độ bao nhiêu? Trừ b trên 2a. Trừ b trên 2a thì lúc này nó là trừ b bằng trừ 4 nhé, trừ của trừ 4 này, chia 2a, a bằng 1, đây, 2 nhân 1 bằng 2 đúng không? Thì 4 chia 2 đây bằng 2 rồi, được chưa nào? Thì ở đây là hoành độ của parabol tức là bằng 2, em đi tìm tung độ, em đi tìm tung độ thì em chỉ việc là tính y tại 2 mà thôi đúng không? Y tại 2 thì em thay vào đây, 2, 2 là 4 này, 4 cộng 2 là 6, 4 nhân 2 là 8, tức là 6 trừ 8 thì bằng trừ 2, trừ 2, được chưa? Cái chỗ này, đấy, đỉnh có tọa độ là 2 và trừ 2. Sau khi có cái này rồi thì em lấy thêm một số điểm đặc biệt, một số điểm đặc biệt mà để em làm thôi. Thế thì xem nào, 4 chia 2 bằng 2, 2 là 4, 4 trừ đi thế này hơi 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 lẻ một tí. Rồi lấy điểm đặc biệt khác đi, x bằng 0, x bằng 0 thì y bằng 2. Điểm đặc biệt này là x bằng 0 thì suy ra y bằng 2. Đấy, điểm đặc biệt ở đây của mình là có tọa độ là điểm A này có tọa độ là 0 và 2 đi, được chưa nào? Đấy, được chưa nào? Và tiếp theo em phải đi tìm trục đối xứng. Trục đối xứng thì nó có phương trình là x bằng trừ b trên 2a. Trừ b trên 2a thì nó chính là bằng gì? Trừ b trên 2a. Đây là trục đối xứng nhá. Thì trừ của trừ 4 trên 2 ấy, nó chính là 2 đây này, bằng 2. Đây là trục đối xứng, được chưa nào? Sau khi tìm cái này rồi thì em lập bảng biến thiên ra. Bảng biến thiên của ta đâu? Đây bảng biến thiên. Cái này nói qua nhưng còn cái các bước để vẽ đồ thị hàm số này các em quá thành thạo ở trong cái chương trình sách giáo khoa năm lớp 10 rồi. Đây là x này, đây là y này, đây là vô cùng đúng không, đây là 2
và đây là dương vô cùng, được chưa nào? Thế thì bên phải của hai này nó là cùng dấu hệ số A, hệ số A mình đang bằng một này, một nó là dương thì vậy đây nó dương không, còn bên này nó là âm đúng không, trái dấu, vậy đây âm thì thằng này sẽ đi đi xuống này, được chưa nào? Đấy, đi xuống, xuống đến mấy, xuống đến trừ hai đúng chưa, đây tung độ nó bằng trừ hai này, sau đó đi đi lên, đương nhiên đây lên dương vô cùng rồi, đây là từ dương vô cùng đi xuống đúng không? Thế đồ thị của mình nó sẽ có dạng như này này, đúng chưa nào? Đấy, đồ thị dạng như này. Thế thì bây giờ vẽ đồ thị hàm số thôi. Kẻ hệ trục này. Đây là y này. Đây là x này. Còn đây là o này, nào đặt các điểm đặc biệt, điểm đặc biệt là 2 và -2. Thì đây là 1 này, 2 này. -2 nhá, 1 này. 2 y bằng -2 đây. Thì đây chính là đỉnh của parabol này. Được chưa nào? Và nó đi qua điểm nào? Điểm có tọa độ là 0 và 2. 1 này, 2. Đây, đây chính là điểm A của mình này. Có tọa độ 0, 2 đây. Được chưa? Đấy, thì parabol của mình nó sẽ có dạng. Các em nhìn thấy rằng đi từ dương vô cùng xuống đến đâu? Dương vô cùng xuống đến y bằng -2. Y bằng -2 đây, được chưa? Và đi lên dương vô cùng, đúng chưa? Thì đồ thị của mình nó sẽ có dạng như này này. Đấy, nó phải đi qua cái điểm A này. Được chưa nào? Cho nó đi qua điểm 1 không? Nó không đi qua điểm 1 đâu. Đúng không? Nó không đi qua điểm 1 vì 1 cộng 2 bằng 3, đây bằng -1 không được. Nó không đi qua đấy, vậy thì nó đi đây. Bởi vì là nó điểm nó hơi lẻ lẻ nên là thầy không lấy cái điểm đặc biệt ở chỗ này làm gì cả. Cái chỗ điểm nó cắt trục hoành này này. Đấy. Thì đây là cái parabol mà y bằng x bình phương -4x cộng 12. Được chưa nào? Thế thì em để ý rằng là gì? Em để ý này. Như cái đồ thị của hàm số lúc nãy thì tất cả những cái phần mà phía trên trục hoành thì mình giữ lại đúng không? Đây này, lớn hơn bằng không thì mình giữ lại, tức là cái phần này mình giữ lại này, được chưa? Phần này mình giữ lại này. Đấy, sau đó là gì? Lấy đối xứng cái phần mà phía dưới trục hoành lên trên trục hoành, đúng chưa? Vậy thì lấy đối xứng, được chưa? Đấy, cái điểm này có tọa độ là 2 và -2 thì đối xứng lên trên này, điểm này nó sẽ có tọa độ là 2 và 2, được chưa? Đấy, thì em vẽ này đối xứng lên thôi. Đó, được chưa nào? Hiểu chưa nào? Đấy, cái phần phía dưới này bỏ ra, bỏ đi. Vậy tất cả những cái phần mà nét đậm này này, này chính là đồ thị của hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối. Đấy, các bước nếu mà yêu cầu đây là bài toán tự luận thì mình làm các bước y hệt như trên kia, cũng đã thể giải thích. Đấy, vẽ như nào, sau đó lấy đối xứng như nào. Được chưa nào? Vậy là xong. Thì đây là cái dạng bài mà vẽ đồ thị của hàm chứa y bằng giá trị đối của fx. Thế thì còn cái dạng thứ hai nữa. Cái này thì nói đến đây thì chắc là các em hiểu rồi đúng không nào? Thế còn một cái dạng thứ hai nữa là vẽ đồ thị của cái hàm y bằng f giá trị tuyệt đối của x. Vậy thì ta phải làm như nào? Bây giờ mà vẽ lại thì làm lại mất rất là nhiều thời gian. Lợi dụng cái chỗ này luôn nhé. Lợi dụng cái này luôn. Sau đó bây giờ thầy lấy cái bút đỏ thầy gạch vào để cho nó dễ. Đây. Dạng thứ hai này. Dạng 2. Dạng 2 là người ta yêu cầu vẽ đồ thị của hàm số f giá trị tuyệt đối của x. Đấy, em chú ý nhé. Thường nó chỉ xuất hiện hai dạng này thôi. Còn cái dạng thứ ba ấy là giá trị tuyệt đối của f giá trị tuyệt đối của fx. Thì mình lợi dụng hai cái dạng, mà nếu mình đã hiểu rồi thì mình sẽ vẽ được dạng thứ ba. Nhưng thông thường thì cái dạng bài dạng thứ ba thường là người ta không ra đâu, vì là nó phức tạp gấp hai lần, double lên, được chưa nào? Cái thằng này thì bằng gì? Em nhìn thấy bằng, đương nhiên là bằng fx nếu như x lớn bằng không đúng không, và bằng f của trừ x nếu như x nhỏ hơn không, được chưa nào? Thế thì cái cách vẽ đồ thị của cái hàm f giá trị đối với x này các em vẽ như nào? Thứ nhất này, thứ nhất là em giữ nguyên nhá, em giữ nguyên phần đồ thị mà có cái x lớn hơn bằng không này, x lớn hơn bằng không, được chưa? Em phải giữ nguyên cái phần này nhá. Cái thứ hai, đến bước thứ hai là lấy đối xứng phần đồ thị
lớn hơn hoặc bằng 0. Lấy đối xứng cái phần đồ thị này này. Được chưa nào? Qua trục tung. Đó. Như thế là em sẽ vẽ được thôi. Được chưa? Khi em hiểu thành thạo này thì những đối với những cái bài toán đồ thị này là đồ thị của hàm nào thì các em làm nó rất là dễ, không gì khó khăn cả. Đây giờ thầy lấy cái bút đỏ thầy làm cái ví dụ nãy. Nha, lý thuyết đây rồi nha, đọc kỹ, đọc đi đọc lại cái phần này đi. Bây giờ nhá, bây giờ người ta yêu cầu vẽ đồ thị của cái hàm nào. Đây để lý thuyết đây để cho dễ nhìn này. Tiếp theo này. Đây, bây giờ người ta yêu cầu vẽ đồ thị của cái hàm y bằng giá trị tuyệt đối của x cộng 1. Đây, như này. Được chưa? Người ta yêu cầu vẽ đồ thị của hàm này. Thế thì như nãy lý thuyết ở trên này có rồi, được chưa? Em vẫn phải vẽ cái đồ thị của hàm nào. Việc đầu tiên em vẫn phải vẽ đồ thị của hàm này trước. Được chưa nào? Đấy, vẽ mờ mờ thôi. Thì nó chính là đồ thị này không? Được chưa? Nó chính là cái phần đồ thị này. Được chưa nào? Đấy. Thế thì cái bước đầu tiên là mình làm gì? Giữ nguyên cái phần đồ thị có x lớn hơn hoặc bằng 0. Thì em nhìn thấy này. Cái phần đồ thị mà có x lớn hơn hoặc bằng 0 thì đây là trục OX đây đúng không nào? Đây là trục OX này. Thì phần đồ thị x lớn bằng 0 nó chỉ là mỗi cái phần này thôi. Đấy, cái phần mà thầy vẽ bằng bút đỏ này thì là cái phần mà x lớn bằng 0. Được chưa nào? Tiếp theo bước thứ hai này, lấy đối xứng cái phần đồ thị x lớn bằng 0 qua trục tung. Đấy. Thế cái phần đồ thị mà có x lớn bằng 0 nó chỉ là cái phần này thôi. Bây giờ lấy đối xứng qua trục tung. Đấy thì em phải lấy thêm điểm nhá. Bên này một điểm là bao nhiêu đấy? Được chưa? Đây thử lấy một điểm nhá. X bằng 1 y bằng 2 đúng không? 1 này. Thì y bằng 2 này. Được chưa? Đây là 2. Được chưa? Thì đương nhiên là x bằng -1. X bằng -1 thì y bằng 0 đúng không? Đấy, -1 y bằng 0 ở đây rồi. Tiếp theo ở đây nó là cái gì? Em lấy đối xứng này. Đấy. Lấy đối xứng cái phần này qua trục tung thì mình được cái phần này không? Được chưa? Thì đương nhiên là bỏ mấy cái phần dưới này đi nhá, bỏ này đi. Thì đây chính là đồ thị của cái hàm y bằng giá trị đối của x cộng với 1. Được chưa nào? Vậy xong. Tiếp tục này. Tiếp tục đến cái vẽ đồ thị. Ví dụ người ta yêu cầu vẽ đồ thị của hàm số sau. Y bằng này. Vẫn từ cái này nhé. Thầy vẫn lợi dụng từ cái này. Y bằng x bình phương trừ đi 4 giá trị tuyệt đối của x. Và cộng với 2. Đáng nghĩa là ở đây sẽ có giá trị tuyệt đối của x bình. Nhưng vì x bình nó luôn lớn hơn bằng 0 rồi. Nên người ta vứt cái dấu giá trị tuyệt đối đi. Đấy chứ nào. Đương nhiên để vẽ đồ thị của cái hàm này này. Thì việc đầu tiên em vẫn làm tương tự đây nhé. Vẫn phải vẽ đồ thị của hàm y bằng x bình phương này trừ 4x và cộng 2. Em vẫn phải vẽ đồ thị của hàm này. Đấy. Thì đồ thị của hàm này nó chính là cái phần chính là phần này không? Ví dụ bỏ cái phần đối xứng lúc nãy của mình vẽ lên ra nhé. Nó chính là đồ thị này. Đúng chưa? Đấy. Thì em vẽ nó chính là đồ thị này rồi. Khi đồ thị này rồi thì em thấy bước đầu tiên em phải giữ nguyên cái phần mà có x lớn hơn hoặc bằng 0. Đúng không? Thì cái phần x lớn bằng 0 nó chính là cái phần này các em này. Đây là cái phần đồ đỏ này. Được chưa? Đấy, nó chính là đồ thị này. Bước thứ hai là em phải làm gì? Em phải lấy đối xứng những cái phần mà có x lớn bằng 0 qua cái trục tung đúng không? 1 này, 2, đây là âm 2 nhá. Đấy, thì em lấy đối xứng này. Thì có phải thấy là thằng này nó sẽ như này không? Đấy, như này không? Đấy. Sau đó đi lên. Đấy, nó hơi xấu một tí. Được chưa nào? Đấy thì cái phần đồ thị đỏ đỏ này này nó chính là đồ thị của cái hàm mà y bằng x bình trừ 4 giá trị đối của x cộng với 2. Được chưa nào? Như vậy là xong. Thì đấy chính là nội dung của cái phần mà vẽ đồ thị của hàm chứa dấu giá trị đối. Được chưa nào? Thì nếu mà có thắc mắc gì thì em có thể lên lúc nào gặp buổi ở trên đấy thì em có thể hỏi. Hoặc bạn nào mà muốn hỏi thêm các bạn có thể comment ở bên dưới. Mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn cái phần vẽ đồ thị của hàm chứa dấu giá trị đối này. Và đương nhiên nó có cả cái dạng thứ ba nữa. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sau. Đấy, đây là về mặt lý thuyết.
Được chưa nào? Hy vọng là một cái video nhỏ nhỏ này sẽ giúp đỡ được cho các bạn phần nào về cái phần đồ thị của hàm chứa giá trị tuyệt đối. Thì ở đây nó thường nó ví dụ nó vào các bài trắc nghiệm ấy. Vào các bài trắc nghiệm thì nó đưa cái đồ thị vào và yêu cầu nhận dạng đồ thị, hoặc là cái bài toán mà biện luận số nghiệm của cái phương trình. Đây này, bây giờ người ta bảo biện luận cái số nghiệm của phương trình này. X bình phương trừ 4 giá trị đối của x cộng 2, sau đó là trừ đi m cộng 1 đi bằng 0. Đấy, người ta bảo biện luận cái số nghiệm của phương trình này. Thì đương nhiên khi mà các bạn các em mà vẽ được đồ thị của hàm x bình phương trừ đi 4 giá trị tuyệt đối của x cộng 2 rồi, thì em chuyển tất cả cái phần mà nó không liên quan cái đồ thị ấy em sang một bên, thì lúc này em viết thành là x bình phương trừ đi 4 giá trị tuyệt đối của x này cộng với 2, thì lúc này sẽ bằng m trừ đi 1, được chưa? Đấy, thì lúc này sẽ sử dụng cái phương pháp sử dụng tương giao giữa hai đồ thị mà em đi biện luận được số nghiệm của phương trình thôi, được chưa? Thì cái đây là cái đồ thị của mình vừa vẽ xong, được chưa? Thì bây giờ cái đường thẳng y bằng m trừ 1 là cái đường thẳng song song trục tung này, em vẽ như này thôi, y bằng m trừ 1. Đấy, thì em cứ biện luận dần dần thôi, nó cắt cái đồ thị tại bao nhiêu điểm thì có từng đấy nghiệm, đến đây thì sao, đúng không? Nó di chuyển đến đây thì sao, có bốn nghiệm như nào, đến di chuyển đến đây m trừ 1 nó di chuyển đến đây thì sao, được chưa nào? Đấy, thì những đối với những cái bài này thì nó khó thì cũng không phải là khó, mà dễ cũng không phải là dễ. Tuy nhiên là mình làm nhiều thì nó khác thành quen thôi. Nên là chịu khó làm bài tập và chịu khó trau dồi kỹ năng, thì tất cả những dạng bài này thì các em sẽ làm một cách rất là đơn giản mà không có gì khó khăn cả. Rồi bây giờ thì tạm biệt tất cả các em.